Top những màn dự Fashion Week ấn tượng nhất của sao Hoa ngữ. 6 năm trước từng có một Địch Lệ nhịp ba lộng lẫy như công chúa, cùng Vương Tuấn Khải tạo nên cặp chị em hào môn. Mỹ nữ Tân Cương tự tin sải bước trên sàn catwalk đọ sắc với Mai Davika. Năm nay Dương Mịch đổ bộ Fashion Week với vibe tổng tài đầy sang chảnh cuốn hút. Chị đi tới đâu ống kính theo tới đó, ấn tượng không kém đàn em năm xưa. Triệu Lệ Dĩnh cũng từng gây chấn động cõi mạng khi tham gia Fashion Week. Chỉ tiếc là cô cân đồ hiệu thành đồ chợ, vóc dáng lẫn nhan sắc đều kém hoàn hảo. Một trong những hoạt động được netizen chung quan tâm nhất đối với dàn sao Cbiz đó là khi họ được xuất ngoại tham gia tuần lễ thời trang, đồng thời dự show diễn của các nhãn hàng lớn. Mỗi ngôi sao khi đổ bộ Fashion Week đều mang đến những hình ảnh cá tính, lộng lẫy nhất. Tuy nhiên không phải ai cũng để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người hâm mộ, đặc biệt là phải khiến cả cõi mạng chú ý, nhớ mãi không quên. Để khiến netizen phải ấn tượng sâu đậm thì Cbiz có 3 mỹ nữ, đầu tiên chính là Địch Lệ nhịp ba. Còn nhớ hơn 6 năm trước, khi Địch Lệ nhịp ba còn là đại sứ của nhãn hàng đình đám nước Ý thì cô nàng đã được xuất ngoại tham gia tuần lễ thời trang. Khỏi phải nói, thời điểm đó nàng mỹ nữ Tân Cương được mọi người u mê, khen ngợi cỡ nào. Cái quan trọng là thần thái, khí chất của Địch Lệ nhịp ba rất hợp với phong cách của nhãn hàng này, giúp cô diện bộ nào là nổi bần bật bộ đó. Đổ bộ tuần lễ thời trang, Địch Lệ nhịp ba hóa thân thành một quý cô thanh lịch, diện đồ của nhãn hàng và gây bão khắp mạng xã hội xứ Trung. Nhan sắc xinh đẹp này còn làm fan quốc tế phải chú ý. Đỉnh cao nhất có lẽ là khoảnh khắc Địch Lệ nhịp ba diện chiếc đầm đen, đội vương miện và như đang hóa thân thành một nàng công chúa. Chưa hết, nữ diễn viên còn được dịp sánh bước bên Vương Tuấn Khải, tạo nên hình ảnh cặp chị em hào môn sang chảnh huyền thoại của showbiz Hoa ngữ. Cũng tại sự kiện này, Địch Lệ nhịp ba được dịp sải bước trên sàn catwalk. Mai Davika là mỹ nữ được đem ra so sánh với nhịp ba nhiều nhất, cho rằng cả hai trên sàn diễn đều không ai kém cạnh ai. Địch Lệ nhịp ba tuy chưa có nhiều kinh nghiệm làm mẫu, nhưng vẫn hoàn thành xuất sắc phần trình diễn của mình. Tóm lại năm đó, Địch Lệ nhịp ba đã có một mùa Fashion Week vô cùng thành công, mọi khoảnh khắc đều lộng lẫy, thở thôi cũng đẹp. So với những năm gần đây dự show của Dior thì nhịp ba nhạt hơn hẳn. Nếu 6 năm trước, nhịp ba gây chấn động Milan Fashion Week thì năm nay, Dương Mịch là người làm cõi mạng xứ Trung dậy sóng khi đổ bộ Paris Fashion Week. So với mặt bằng chung là dàn sao nữ tham gia tuần lễ thời trang thì phong cách của Dương Mịch đã thực sự làm công chúng được thỏa mãn. Khoảnh khắc cô bước xuống xe như tổng tài, thần thái lạnh lùng, khí chất sang chảnh tràn màn hình đã giúp Dương Mịch gây ấn tượng với mọi người. Chẳng thế mà sau khi loạt ảnh của Dương Mịch tại Paris Fashion Week được chia sẻ, nàng tiểu hoa đã chiếm trọn spotlight trên Weibo, lọt top tìm kiếm với vị trí cao. Nếu Dương Mịch và Địch Lệ nhịp ba gây ấn tượng với Cnet nhờ đẹp, thì Triệu Lệ Dĩnh tại Paris Fashion Week lại khiến netizen chung được fan đau mắt. Năm đó, nhan sắc cùng khí chất của Triệu Lệ Dĩnh quả thực không thể cân được đồ của brand lớn, khiến những bộ trang phục hàng hiệu của hãng trở nên rẻ tiền, trông như hàng chợ. Mặc dù người hâm mộ không ngừng ra sức bảo vệ Triệu Lệ Dĩnh, song những hình ảnh gầy gò, kém sắc của nữ diễn viên khi xuất hiện tại tuần lễ thời trang đã bị cư dân mạng bàn tán không ngớt. Rất nhiều lời góp ý dành cho Triệu Lệ Dĩnh, cho rằng cô không hợp với các nhãn hàng cao cấp. Cũng từ sau lần đó, Triệu Lệ Dĩnh không còn dự show thời trang nữa. Nhưng theo nhiều người, nếu là nhan sắc hiện tại, có khi nữ diễn viên lại cân được đồ.